Liên Hợp Quốc yêu cầu Nga chấm dứt xung đột Ukraine ngay lập tức. Ukraine bảo vệ từng phần lãnh thổ trước Nga, phóng UAV vào tận Moscow. Quân đội Nga đẩy lùi Ukraine khỏi phòng tuyến quan trọng ở Donetsk. Khả năng Ukraine xoay chiều chiến sự nhờ viên đạn bạc F-16. Ukraine hé lộ kế hoạch dùng lợi nhuận từ tài sản đóng băng của Nga. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube Nghệ An TV. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Trong dự thảo nghị quyết hôm 11 tháng 7, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã yêu cầu Nga ngay lập tức chấm dứt xung đột ở Ukraine và rút toàn bộ lực lượng quân sự khỏi lãnh thổ Ukraine một cách vô điều kiện. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi Nga chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của Ukraine sau nhiều tuần tấn công liên tiếp. Theo Miragen News, nghị quyết mang tên An toàn và an ninh của các cơ sở hạt nhân ở Ukraine, bao gồm nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, đã được thông qua với 99 phiếu thuận, 9 phiếu chống và 60 phiếu trắng. Nội dung nghị quyết yêu cầu Nga cần khẩn trương rút quân đội và các nhân viên trái phép khác khỏi nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia và ngay lập tức trả lại nhà máy cho phía Ukraine kiểm soát hoàn toàn để đảm bảo an toàn và an ninh. Nghị quyết nêu rõ, cho đến khi Nga trả lại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kêu gọi Nga cung cấp cho phái đoàn hỗ trợ cho Zaporizhia của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA khả năng tiếp cận kịp thời và đầy đủ tất cả các khu vực quan trọng tại nhà máy liên quan tới an toàn và an ninh hạt nhân để IAEA báo cáo được đầy đủ về tình hình an toàn và an ninh hạt nhân tại cơ sở. Trước cuộc bỏ phiếu, đại sứ Ukraine tại Liên Hợp Quốc Sergei Kilisia cho rằng nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia đã được xem là một phần không thể thiếu trong chiến lược quân sự của Nga và cảnh báo hậu quả của một sự cố ở đó sẽ rất thảm khốc. Ông Kilisia cho biết bụi phóng xạ có thể di chuyển rất xa và ảnh hưởng đến các khu vực cách xa địa điểm xảy ra vụ việc. Ông kêu gọi tất cả các quốc gia bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết và nhấn mạnh, chúng ta nợ điều này với các thế hệ tương lai. Chúng ta phải đảm bảo rằng nỗi kinh hoàng của thảm họa hạt nhân sẽ không lặp lại. Tuy nhiên, trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trước cuộc bỏ phiếu, Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky cho rằng dự thảo nghị quyết này là có hại, bị chính trị hóa nặng nề và không liên quan tới an toàn hạt nhân. Ông cáo buộc Ukraine là mối đe dọa thực sự đối với an toàn và an ninh hạt nhân khi thực hiện các cuộc tấn công thường xuyên và liều lĩnh vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, cơ sở hạ tầng liên quan và thành phố lân cận, nơi nhân viên nhà máy và gia đình họ sinh sống. Nhà máy Zaporizhia là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu. Nga đã kiểm soát nhà máy này ngay sau khi phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Nhà máy đã đóng cửa nhưng cần nguồn điện bên ngoài để giữ mát cho vật liệu hạt nhân và ngăn chặn các sự cố. Theo một bức điện được giải mật đăng trên tạp chí Radvechik mới đây, cơ quan tình báo đối ngoại SVR dường như đã nhận được thông tin từ một trong những đặc vụ của họ ở Kiev rằng Mỹ có thể đang tìm kiếm người kế nhiệm Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Văn bản này cho biết SVR dường như nhận định người dân Ukraine ngày càng không hài lòng với cuộc xung đột kéo dài với Nga và sự mất lòng tin với chính quyền gia tăng, đặc biệt sau khi ông Zelensky hết nhiệm kỳ Tổng thống 5 năm vào ngày 21 tháng 5. Tuy nhiên, SVR cho rằng phương Tây muốn Tổng thống Zelensky duy trì chức vụ vì ông Zelensky rất quan trọng đối với các kế hoạch viện trợ cho cuộc chiến nhằm mang lại lợi nhuận cho quan chức Ukraine và các nhà sản xuất vũ khí phương Tây. Theo SVR, Mỹ có thể đã tăng cường nỗ lực tìm kiếm người thay thế Tổng thống đương nhiệm Ukraine khi liên hệ với lãnh đạo Đảng Đoàn kết châu Âu Piotr Poroshenko và thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko. SVR cho biết Mỹ cũng đang bí mật làm việc với người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine Andrei Zermak, cựu Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny và cựu Chủ tịch Quốc hội Dmitry Razumkov. Họ có thể sẽ là phương án thay thế khi Ukraine cần đổi lãnh đạo. Tuy nhiên, cơ quan tình báo SVR không đưa ra bằng chứng cho thông tin này. Theo quy định của Hiến pháp Ukraine, nhiệm kỳ của Tổng thống Volodymyr Zelensky chấm dứt từ ngày 21 tháng 5. Theo kế hoạch ban đầu, một cuộc bầu cử Tổng thống sẽ diễn ra tại Ukraine vào ngày 31 tháng 3 để chọn ra người kế nhiệm ông Zelensky. Tuy nhiên, cuối năm ngoái, ông Zelensky cho biết Ukraine sẽ không tổ chức bất kỳ một cuộc bầu cử nào trong giai đoạn thiết quân luật như hiện nay. Ukraine bắt đầu thiết lập tình trạng thiết quân luật kể từ khi xung đột với Nga nổ ra
hồi tháng 2 năm 2022. Kể từ đó đến nay, Quốc hội nước này đã nhiều lần gia hạn thiết quân luật. Đầu năm nay, ông Zelensky tiếp tục nhắc lại việc không thể tổ chức bầu cử do tình hình chiến sự và do nhu cầu huy động nhập ngũ toàn quốc. Hôm 21 tháng 5, ông Zelensky khẳng định, nhiệm kỳ 5 năm của tôi chưa kết thúc, nhiệm kỳ vẫn đang tiếp tục vì tình trạng thiết quân luật. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng ông Zelensky không còn là nhà lãnh đạo hợp pháp do đã hết nhiệm kỳ. Chủ nhân Điện Kremlin nói, quả thực, luật pháp Ukraine về tình trạng thiết quân luật quy định rằng các cuộc bầu cử Tổng thống không được tổ chức trong thời gian thiết quân luật. Nhưng điều đó không có nghĩa là nhiệm kỳ của Tổng thống được gia hạn. Hiến pháp Ukraine không quy định điều này. Ngày 11 tháng 7, hãng thông tấn RIA Novosti đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các đơn vị thuộc nhóm quân trung tâm tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine đã cải thiện tình hình chiến thuật dọc tiền tuyến và giành quyền kiểm soát khu định cư Voskhod thuộc tỉnh Donetsk. Voskhod là mắt xích quan trọng trong tam giác phòng thủ Sokol, Evgenovka, Voskhod mà Ukraine thiết lập sau khi rời thị trấn Avdiivka chiến lược hồi tháng 2 năm 2024. Avdiivka từng là thành trì kiên cố nhất mà Ukraine có ở tỉnh Donetsk nhưng đã thất thủ trước hỏa lực áp đảo của Nga. Cho đến thời điểm hiện tại, Ukraine chưa bình luận về tuyên bố liên quan đến Voskhod của Nga. Theo RIA Novosti, khu định cư Voskhod nằm ở vùng đất khá thấp nên dễ dàng bị hỏa lực Nga xuyên thủng. Cũng trong thông báo, quân đội Nga khẳng định đã đẩy lùi 5 đợt phản công của các lữ đoàn cơ giới số 31, 32 và 47 thuộc biên chế quân đội Ukraine, khiến đối phương thiệt hại nhiều quân nhân, một xe Bradley do Mỹ sản xuất và một trạm radar phản pháo ANTPQ-36. Sau gần 2 năm rưỡi giao tranh, Nga lấy lại động lực trên chiến trường và giành được những thắng lợi quan trọng nhờ hỏa lực áp đảo. Ở chiều ngược lại, Ukraine nỗ lực hối thúc phương Tây tăng cường viện trợ quân sự phục vụ phản công. Hai bên tham chiến đến nay chưa cho thấy họ sẵn sàng tiến đến giải pháp ngừng bắn. Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin khẳng định Moscow sẽ không tham gia các cuộc đàm phán theo kiểu công thức tối hậu thư của Kiev và đồng minh phương Tây. Ngày 10 tháng 7, trong một bài đăng trên mạng xã hội Facebook, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tiết lộ Kiev sẽ sử dụng lợi nhuận từ tài sản đóng băng của Nga để mua sắm đạn dược, các hệ thống phòng không. Theo ông Umerov, Kiev dự kiến sẽ nhận được khoảng từ 2,72 đến 3,26 tỷ đô la Mỹ. Ông tuyên bố Ukraine có thể sử dụng đợt cung cấp đầu tiên trị giá khoảng từ 1,52 đến 1,63 tỷ đô la Mỹ vào đầu tháng 8 tới. Ông hy vọng hàng hóa và thiết bị tài trợ bởi các quỹ này sẽ được chuyển đến Ukraine vào cuối năm nay. Liên minh châu Âu, EU và Mỹ đã phong tỏa khoảng 300 tỷ đô la Mỹ tài sản của Nga ngay sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine vào đầu năm 2022. Mặc dù cho đến thời điểm hiện tại, EU vẫn phản đối các yêu cầu từ Kiev và Washington về việc tịch thu hoàn toàn số tiền này, nhưng họ đã đồng ý dùng lợi nhuận từ các tài sản đó để chuyển cho Ukraine. Theo quyết định hồi tháng 5 vừa qua của Hội đồng châu Âu, trong đó 90% lợi nhuận sẽ được sử dụng cho viện trợ quân sự, giúp tăng cường năng lực phòng vệ của Ukraine, 10% còn lại cho mục đích tái thiết Ukraine. Theo kế hoạch của EU, Ukraine sẽ nhận được lợi nhuận ròng tích lũy từ ngày 15 tháng 2 trở đi. Số tiền thu được trước ngày này sẽ được cơ quan lưu ký và thanh toán bù trừ Euroclear có trụ sở tại Bỉ giữ lại để giảm thiểu mọi rủi ro liên quan đến khả năng khởi kiện ở Nga. Mỹ và các đồng minh đã đóng băng khoảng 300 tỷ đô la Mỹ tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga như một phần của các lệnh trừng phạt việc Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Hầu hết số tài sản đó đang được nắm giữ ở EU. Quyết định dùng lợi nhuận tài sản đóng băng của Nga để viện trợ cho Ukraine được châu Âu đưa ra sau khi một số thành viên EU phản đối ý tưởng của Mỹ và Anh về việc tịch thu tài sản Nga để hỗ trợ Kiev. Nga đã cảnh báo phương Tây về những hậu quả nghiêm trọng nếu các nước này sử dụng tài sản của Moscow. Ba Lan, thành viên Liên minh châu Âu EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO mới đây tuyên bố, nước này sẽ tăng cường hiện diện quân sự cùng các công sự phòng thủ dọc biên giới với Nga và Belarus. Hồi tháng 5 năm nay, Ba Lan từng công bố rằng họ sẽ đầu tư hơn 2 tỷ euro để củng cố biên giới phía Bắc với vùng đất Kaliningrad của Nga và biên giới phía Đông với Belarus. Tham mưu trưởng quân đội Nga, tướng Wilo Kukula cho biết gần 6.000 quân Ba Lan đang bảo vệ biên giới với Belarus và Nga. Tuy nhiên, chính phủ Ba Lan có kế hoạch tăng con số đó lên đến 17.000 quân, gồm 8.000 quân tại chỗ và 9.000 quân thuộc lực lượng dự bị. Theo ông Kukula, lực lượng phản ứng nhanh biên giới sẽ sẵn sàng triển khai trong vòng 48 giờ để hỗ trợ lực lượng biên phòng và ngăn chặn những hành động bất ngờ tiềm ẩn từ Moscow và Minsk. Kế hoạch này cũng nhằm góp phần củng cố hạ tầng quốc phòng mới được xây dựng như một phần trong kế hoạch lá chắn phía đông của Ba Lan, giúp củng cố an ninh biên giới.
trong một cuộc phỏng vấn với báo chí, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Cezary Tomczyk nói: "Mọi người đều nhận thức được tình hình nguy hiểm như thế nào. Tôi đang nói đến cuộc chiến ở Ukraine và những gì Nga đang làm." Bên cạnh đó, ông cũng ám chỉ tới những hành động khiêu khích liên tục dọc biên giới Belarus. Ông Tomczyk cho biết, các mục tiêu của chương trình sẽ đạt được vào năm 2028, sớm hơn 4 năm so với thời hạn được công bố trước đó là năm 2032. Theo ông Tomczyk, Ba Lan đã bắt đầu đàm phán với Ngân hàng Đầu tư Châu Âu để đảm bảo nguồn tài trợ. Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine năm 2022, Ba Lan đã đề nghị hỗ trợ cho Kiev. Xung đột Nga-Ukraine đã buộc Ba Lan phải nhanh chóng hiện đại hóa quân đội và phân bổ 4% GDP cho quốc phòng, tỷ lệ cao nhất so với bất kỳ thành viên NATO nào. Quốc gia này đã mua thiết bị quân sự trị giá hàng tỷ euro, chủ yếu từ Mỹ và Hàn Quốc. Ngày 11 tháng 7, báo cáo chiến trường của Nga cho biết, trên hướng Donetsk, tình hình khó khăn nhất đối với lực lượng vũ trang Ukraine ở thành phố Krasnogorovka. Các nguồn tin Ukraine xác nhận rằng, khu định cư ngoài Donetsk và Marinka sẽ sống thuộc quyền quản lý của người Nga. Một sĩ quan truyền thông của lực lượng vũ trang Ukraine viết, quân đội Nga hàng ngày xông vào các vị trí của chúng tôi mà không có trang bị, chỉ có bộ binh. Tôi nghĩ rằng sẽ sớm đến lúc họ kiểm soát hoàn toàn Krasnogorovka. Một người khác công bố bản đồ và báo cáo rằng quân đội Nga đang tấn công từ các hướng khác nhau. Trên hướng Avdiivskoye, nhóm Bray đã kiểm soát được các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine gần Novoselovka trong một thế gọng kìm. Nguồn lực của Ukraine gióng lên hồi chuông cảnh báo, dự đoán rằng ngôi làng sẽ bị mất. Lực lượng vũ trang Nga đang tiến từ hướng Umansky và đã tiến gần đến con đường và làng. Điều này có thể làm phức tạp thêm hoạt động hậu cần của Ukraine. Ở hướng Kharkov, quân đội Nga ở phía Volchan đã tạo ra một đầu cầu và buộc lực lượng Ukraine phải rời khỏi các tòa nhà nhiều tầng ở trung tâm thành phố. Tại đây, lực lượng vũ trang Nga đã lợi dụng việc chuyển lực lượng dự bị của lực lượng vũ trang Ukraine từ vùng ngoại ô đến khu vực Tereski và tăng cường tấn công dữ dội đối với sông Volchia và tạo đầu cầu ở phía tây. Tình hình buộc phía Ukraine phải rút lui khỏi khu vực đường phố Gagarina và Lyceum ở bờ nam sông. Lực lượng vũ trang Ukraine cũng rời khỏi khu nhà nhiều tầng ở trung tâm thành phố và rút lui về khu vực tư nhân. Tình hình ngày càng tồi tệ ở sườn phía bắc thành phố có thể buộc các lực lượng còn lại của lực lượng vũ trang Ukraine phải rút lui về bờ nam. Vì việc nắm giữ các khu dân cư bên kia sông đã mất đi ý nghĩa đối với họ, rất có thể quân Ukraine sẽ rút lui vào ban đêm để giảm thiểu tổn thất. Trên hướng Pokrovskoye, quân Ukraine nhận ra Evgenovka thất thủ. Nhóm quân trung tâm của quân đội Nga đã xuyên thủng hàng phòng ngự của lực lượng vũ trang Ukraine, đánh bật lực lượng này ra khỏi Evgenivka, tiến tới Pokrov. Trước đó các làng Vokhod và Sokon đã được giành lại. Trong một diễn biến khác vào sáng cùng ngày, trong một bài đăng trên kênh Telegram, thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết, khi tiếp cận Moscow, một máy bay không người lái của Ukraine đã bị bắn hạ. Thị trưởng Sobyanin viết, lực lượng phòng không của Bộ Quốc phòng Nga ở quận nội thành Stupino đã đẩy lùi một cuộc tấn công của máy bay không người lái bay về phía Moscow tại địa điểm nơi mảnh vỡ rơi xuống. Theo dữ liệu sơ bộ, không có thiệt hại hoặc thương vong. Theo thông tin ban đầu, chiếc máy bay không người lái bị bắn rơi không gây ra bất kỳ thiệt hại nào và khu vực nơi các mảnh vỡ rơi xuống đã được phong tỏa. Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết, chỉ sáng ngày 11 tháng 7, 5 máy bay không người lái của lực lượng vũ trang Ukraine đã không tiếp cận được mục tiêu. Ngoài chiếc UAV bay về phía Moscow, các hệ thống phòng không của Nga còn tấn công 2 chiếc máy bay không người lái trên khu vực Bryansk và 1 chiếc trên khu vực Tambov và Tula. Ngày 11 tháng 7, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cảnh báo sẽ đáp trả quân sự đối với kế hoạch triển khai tên lửa tầm xa của Mỹ tại Đức. Hãng thông tấn Interfax dẫn lời tuyên bố của ông Ryabkov: "Không lo lắng, trước hết, chúng tôi sẽ đưa ra phản ứng quân sự đối với trò chơi mới này." Ông Ryabkov gọi bước đi của Mỹ là một động thái leo thang nhằm đe dọa Nga. Trong tuyên bố chung ngày 10 tháng 7, chính phủ Mỹ và Đức tuyên bố Mỹ sẽ bố trí tên lửa tầm xa ở Đức từ năm 2026. Những loại vũ khí này, bao gồm hệ thống SM-6 và Tomahawk, đã bị cấm ở châu Âu cho đến khi Washington rút khỏi một hiệp ước mang tính bước ngoặt từ thời chiến tranh lạnh vào năm 2019. Theo tuyên bố chung do Nhà Trắng công bố, Mỹ sẽ bắt đầu triển khai từng đợt vũ khí tầm xa của lực lượng đặc nhiệm ở Đức vào năm 2026 như một phần trong kế hoạch duy trì hoạt động của các vũ khí này trong tương lai. Tuyên bố được đưa ra sau cuộc đàm phán giữa các quan chức Mỹ và Đức tại hội nghị thượng đỉnh thường niên của NATO ở Washington. Các hệ thống vũ khí được triển khai tới Đức sẽ bao gồm
tên lửa phòng không SM-6 có tầm bắn lên tới 460 km và tên lửa hành trình Tomahawk được cho là có thể tấn công các mục tiêu ở cách xa hơn 2.500 km. Nhà Trắng cho biết vũ khí siêu vượt âm đang phát triển cũng sẽ được đặt ở Đức và sẽ có tầm bắn xa hơn đáng kể so với các vũ khí trên đất liền hiện nay ở châu Âu. Tên lửa phóng từ mặt đất có tầm bắn từ 500 km đến 5.500 km đã bị cấm ở châu Âu theo Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung INF được ký vào năm 1987. Cùng với các hiệp định START 1 và START 2, Hiệp ước INF sẽ giúp xoa dịu căng thẳng hạt nhân ở châu Âu sau khi phương Tây và Liên Xô tiến gần đến một cuộc chiến hạt nhân. Mỹ đã rút khỏi Hiệp ước INF vào năm 2019 khi Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố một số tên lửa hành trình của Nga đã vi phạm thỏa thuận. Moscow phủ nhận cáo buộc này. Cùng ngày 11 tháng 7, Đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov cho biết kế hoạch triển khai vũ khí tầm xa mới của Mỹ ở Đức làm tăng khả năng xảy ra một cuộc chạy đua vũ trang và có thể gây ra sự leo thang không thể kiểm soát. Nhà ngoại giao Nga cho biết, về cơ bản đây là kế hoạch của Mỹ triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn ở châu Âu. Washington đang phạm sai lầm nghiêm trọng. Những bước đi gây bất ổn cao như vậy đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc tế và ổn định chiến lược. Đại sứ Antonov nhấn mạnh, Mỹ đang gia tăng nguy cơ xảy ra một cuộc chạy đua vũ trang tên lửa. Ở đây, họ quên rằng việc đi theo con đường đối đầu có thể dẫn đến sự leo thang không thể kiểm soát trong bối cảnh căng thẳng Nga-NATO ngày càng gia tăng nguy hiểm. Ông Antonov nói thêm, thay vì khao khát hòa bình như Nga, Mỹ đã đi theo con đường quân sự nguy hiểm. Ở đó, không ai nghĩ đến việc giảm thiểu hậu quả nguy hiểm của việc vi phạm Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung. Washington một lần nữa cho thấy mong muốn của mình trong việc thể hiện ưu thế quân sự. Nga từng tuyên bố tiếp tục tuân thủ hiệp ước và không phát triển tên lửa bị cấm theo quy định. Tuy nhiên, hồi đầu tháng này, Tổng thống Putin tuyên bố ngành công nghiệp quốc phòng Nga sẽ tiếp tục phát triển các loại vũ khí như vậy do các hành động đối đầu của Mỹ. Hồi tháng 5 năm nay, Mỹ tuyên bố cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Washington cung cấp để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo Moscow sẽ không để yên cho hành động cung cấp vũ khí nhằm vào Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần hối thúc phương Tây cung cấp các máy bay chiến đấu do Mỹ sản xuất nhằm giúp đối phó chiến dịch quân sự của Nga. Do vậy, việc F-16 được đưa tới Ukraine có thể coi là chiến thắng dành cho nỗ lực của Tổng thống Zelensky. Ngày 10 tháng 7, Mỹ, Hà Lan và Đan Mạch thông báo quá trình chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine đã bắt đầu, đồng thời cho biết Kiev sẽ đưa F-16 vào hoạt động trong mùa hè này. Cố vấn cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, ông Mark Kansian cho biết đây là nỗ lực mang tính biểu tượng, vô cùng quan trọng. Đây thực sự là yếu tố cuối cùng mà ông Zelensky coi là quan trọng đối với quốc phòng Ukraine. Ông Kansian lưu ý rằng trước F-16, Mỹ từng ngần ngại cung cấp một loạt hệ thống vũ khí gồm hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS, khẩu đội phòng không Patriot, xe tăng Abrams, tên lửa ATAK cho Ukraine, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý chuyển giao cho Kiev. Chuyên gia Kansian nhận định về F-16, tôi nghĩ vũ khí này sẽ giúp ích cho hệ thống phòng không, nhưng nó sẽ không phải là viên đạn bạc. Bên cạnh đó, ông cũng cho biết Ukraine sẽ không có đủ số lượng F-16. Hồi tháng 5 năm nay, trong một cuộc phỏng vấn với AFP, Tổng thống Zelensky khẳng định Ukraine cần tới 130 chiếc F-16 để đảm bảo sự cân bằng trên không với Nga. Nhưng các nước phương Tây cho đến nay chỉ cam kết chưa đầy 100 chiếc và không phải tất cả đều sẽ đến cùng một lúc. Nga đã khai thác những lỗ hổng trong hệ thống phòng không của Ukraine để thực hiện các cuộc tập kích nhằm vào cơ sở hạ tầng cũng như gây sức ép với quân đội Kiev ở tiền tuyến. Hồi đầu tuần, Ukraine cáo buộc Nga tiến hành cuộc tấn công bằng hàng chục tên lửa vào các thành phố trên khắp Ukraine. Việc thiếu ưu thế trên không cũng cản trở các hoạt động của Ukraine. Kiev chỉ ra rằng đây là yếu tố chính hạn chế khả năng tiến quân của lực lượng Ukraine sau cuộc phản công không thành công vào năm 2023. Chuyên gia Kansian dự đoán phòng không có thể sẽ là mục đích sử dụng chính của máy bay F-16 tại Ukraine. Bên cạnh việc hỗ trợ quân đội ở tiền tuyến và tiến hành một số cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Chuyên gia mua bán hàng không và hàng hải của tập đoàn R&D, Michael Polnert cho biết việc chuyển giao F-16 thể hiện cam kết lâu dài với Ukraine. Ông Polnert nhận định, hậu cần và hỗ trợ cho những máy bay này, bao gồm việc huấn luyện, là một quá trình lâu dài. Theo chuyên gia Polnert, F-16 sẽ có thể giúp bám đuổi tên lửa hành trình, giống như tên lửa được sử dụng trong các cuộc tấn công vào Kiev.
và cũng để bảo vệ các khu vực không có hệ thống trên mặt đất. Chuyên gia cho biết, các máy bay mới của Ukraine cũng có thể buộc Nga phải chuyển hướng lực lượng sang việc đối phó với F-16 trên không và tìm cách phá hủy chúng trên mặt đất. Nga nhiều lần cảnh báo sẽ phá hủy các máy bay chiến đấu F-16 do phương Tây cung cấp cho Ukraine, thậm chí cả những chiếc đồn trú bên ngoài biên giới Ukraine và dùng để tấn công Nga. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Moscow sẽ coi việc các thành viên NATO cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine là một tín hiệu hành động trong lĩnh vực hạt nhân của liên minh quân sự này. Ông nhấn mạnh, việc cung cấp máy bay chiến đấu này sẽ không thể làm thay đổi tình hình chiến trường Ukraine dưới bất cứ hình thức nào. Ngày 11 tháng 7, nhà chức trách Ukraine thông báo đã bắt giữ một tàu nước ngoài ở khu vực cảng Reni thuộc vùng miền nam Odessa vì xuất khẩu nông sản bất hợp pháp. Báo Pravda trích dẫn tuyên bố của Văn phòng trưởng công tố Ukraine cho biết, tàu USKO MFU đã bị bắt giữ khi đi qua vùng biển quanh cảng Reni theo phán quyết của tòa án. Trong quá trình khám xét, chúng tôi đã thu giữ giấy tờ của tàu, hệ thống thông tin liên lạc trợ giúp hàng hải AIS, một máy tính và các tài liệu do cơ quan quản lý cảng hàng hải thương mại Sevastopol của Nga ở Crimea cấp. Nhà chức trách Ukraine cho biết, thuyền trưởng của USKO MFU là công dân Azerbaijan và đã nhận được thông báo nghi ngờ tàu hàng này vi phạm thủ tục ra vào vùng lãnh thổ đang nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng Moscow. Theo các nhà điều tra Ukraine, tàu USKO MFU bị cáo buộc vi phạm luật pháp nước này và luật hàng hải quốc tế vào tháng 11 năm 2023. Khi đến và rời khỏi cảng đã bị đóng cửa của Kiev ở Crimea, bán đảo sáp nhập vào Nga từ năm 2014. Cụ thể, tàu này đã tắt hệ thống AIS trước khi vào cảng Sevastopol nhằm che giấu việc tiếp nhận hơn 3.000 tấn nông sản để chở cho một công ty của Thổ Nhĩ Kỳ. Cuối tháng 5 vừa qua, tàu quay trở lại cảng Sevastopol với hệ thống AIS đã tắt và dỡ hàng chở từ Thổ Nhĩ Kỳ đến. Sau đó tàu khởi hành từ cảng, thông báo điểm đến là Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên sau khi kích hoạt lại hệ thống AIS vào ngày 2 tháng 7, tàu đã đi vào một trong các cảng của Moldova. Kiev đang xem xét chọn lựa biện pháp hạn chế trước xét xử đối với nghi phạm và chuyến giao tàu bị bắt giữ cho Quỹ Tài sản Nhà nước Ukraine, ARMA, quản lý. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga ra tuyên bố cho biết, các hệ thống phòng không của nước này đã tấn công và phá hủy 5 máy bay không người lái UAV của Ukraine ở 4 vùng Bryansk, Tambov, Tula và Moscow qua đêm ngày 10 tháng 7. Theo hãng tin Sputnik, quân Ukraine đã phóng UAV và tên lửa vào lãnh thổ Nga gần như hàng ngày kể từ khi xúc tiến chiến dịch phản kích vào đầu tháng 6 năm 2023. Phía Nga cáo buộc Kiev đã sử dụng vũ khí viện trợ tầm xa của Mỹ và các đồng minh phương Tây khác để nhắm bắn các mục tiêu sâu trong lãnh thổ xứ sở Bạch Dương. Moscow đồng thời cảnh báo sẽ ăn miếng trả miếng thích đáng những hành động đối đầu đó của đối phương. Ngày 10 tháng 7, tại một cuộc họp ở Bruxelles, đặc phái viên của Hungary tại Liên minh châu Âu EU, ông Balint Odor đã phải hứng chịu những lời chỉ trích chưa từng có từ các đồng nghiệp ở Bruxelles với cách Budapest bắt đầu vai trò đứng đầu hội đồng EU. Cuộc họp kéo dài hơn 2 giờ và Slovakia là quốc gia duy nhất không phát biểu. Một nhà ngoại giao cấp cao giấu tên của EU cho biết, chưa bao giờ thủ tướng của một quốc gia lại bị những người khác khiển trách theo cách như vậy. Kể từ khi Budapest đảm nhận chức chủ tịch luân phiên EU vào tuần trước, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã tự tuyên bố thực hiện các sứ mệnh hòa bình và thực hiện các chuyến thăm bất ngờ tới Kiev, Moscow, Bắc Kinh và Washington. Ngày 10 tháng 7, tại một cuộc họp báo ở Bruxelles, ông Boka cho biết, Thủ tướng nhận thức được trách nhiệm mà chức vụ Chủ tịch Hội đồng EU đòi hỏi và với tinh thần trách nhiệm này, ông đã trình bày vấn đề với Chủ tịch Hội đồng châu Âu cũng như các nguyên thủ quốc gia và chính phủ về những chuyến thăm này. Tuy nhiên, các đại sứ EU đã bác bỏ những tuyên bố đó hôm 10 tháng 7, tương tự như ý kiến của nhiều nhà lãnh đạo của họ đã công khai lên án các chuyến đi của ông Orbán. Một nhà ngoại giao EU khác nói rằng, chỉ mất 9 ngày để Thủ tướng Hungary đánh mất chút niềm tin mà họ đã để lại. Các hành động của ông Orbán không phục vụ cho EU hay hòa bình. Chúng rơi vào tay Tổng thống Vladimir Putin và kế hoạch giao tranh của ông. Khẩu hiệu của Hungary là làm cho châu Âu vĩ đại trở lại thiên về việc làm cho nước Nga vĩ đại trở lại ở giai đoạn này. Tuy nhiên, các quốc gia vẫn còn đang tranh cãi về việc trừng phạt thế nào với Hungary, một quan chức EU cho biết. Trên thực tế, các lựa chọn còn hạn chế. Theo vị quan chức này, việc thay đổi thứ tự của các nhiệm kỳ chủ tịch EU hoặc rút ngắn thời hạn 6 tháng của Hungary nắm quyền lãnh đạo EU có thể là những lựa chọn tại một thời điểm nào đó, nhưng giờ đây lại đầy rủi ro về mặt pháp lý khi nhiệm kỳ chủ tịch đang diễn ra. Cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Luxembourg Jean Asselborn cho biết, Tòa án Công lý EU sẽ ra phán quyết chống lại những động thái như vậy, trong khi các quốc gia khác sẽ lo ngại tạo ra tiền lệ. Một số nhà ngoại giao EU cho biết, không một đại sứ nào nêu ra khả năng bãi bỏ chức vụ chủ tịch. Nghị viện châu Âu Riho Terras của Estonia
đang vận động sự ủng hộ để kêu gọi lãnh đạo cao nhất của khối kích hoạt điều 7 của Hiệp ước về Liên minh châu Âu chống lại Hungary. Đây là biện pháp trừng phạt chính trị nghiêm trọng nhất có thể được áp dụng đối với một quốc gia thành viên và liên quan đến việc đình chỉ quyền bỏ phiếu đối với các quyết định của EU. Nhưng đó cũng là một lựa chọn cốt lõi mà cho đến nay các nước châu Âu vẫn né tránh. Khi đề cập đến Thủ tướng Orbán, một quan chức EU nhận định ông ấy rất thông minh, ông ấy biết chính xác mình có thể đi bao xa mà không gặp nguy cơ bị trả đũa ngay lập tức. Thay vào đó, một số đại sứ EU đe dọa những hậu quả thực tế nếu ông Orbán tiếp tục theo đuổi con đường hiện tại của mình, hai nhà ngoại giao EU khác cho biết. Lựa chọn trước mắt khả thi nhất là tẩy chay các cuộc họp không chính thức của các bộ trưởng do Budapest tổ chức. Tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng châu Âu do Hungary tổ chức hôm 9 tháng 7, chỉ có 8 quốc gia bao gồm cả Hungary cử bộ trưởng. Ngày 10 tháng 7, một số đại sứ EU đã đề nghị tẩy chay cuộc họp không chính thức của các bộ trưởng ngoại giao ở Budapest vào cuối tháng 8 tới. Mới đây, các bộ trưởng quốc phòng Estonia, Latvia, Litva, ba nước Baltic có đường biên giới với Nga và ủng hộ Ukraine mạnh mẽ đã hối thúc phương Tây hỗ trợ Ukraine theo cách khiến Moscow về mặt quân sự không thể thực hiện những hành động như vậy trong tương lai, đồng thời cho rằng điều này tức là tăng cường hỗ trợ quân sự và chính trị cho Kiev. Trong cuộc thảo luận bàn tròn do Politico và đài truyền hình Đức Welt tổ chức bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO ở thủ đô Washington, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur nhận định có một sự khác biệt chiến lược quan trọng giữa việc giúp Ukraine chiến đấu với Nga như phương Tây đã làm trong suốt cuộc xung đột và giúp nước này thực sự giành chiến thắng. Ông Pevkur cho biết các lựa chọn hoặc là hỗ trợ Ukraine lâu nhất có thể, một cụm từ thường được Mỹ sử dụng để miêu tả ý định của mình nhưng đã vấp phải nhiều chỉ trích, hoặc là cung cấp cho Kiev mọi thứ họ cần để có thể thực sự giành chiến thắng. Ông Pevkur nói, phương Tây có ưu thế vượt trội về công nghệ so với Nga, nhưng chúng ta đang không trao điều đó cho Ukraine vào lúc này. Bên cạnh đó, ông giải thích rằng NATO đã từ chối hành động khẩn cấp khi đưa ra quyết định về vũ khí tầm xa, chiến đấu cơ cũng như các vũ khí khác. Các thành viên NATO đã cung cấp cho Ukraine hàng chục tỷ đô la Mỹ hỗ trợ an ninh kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự vào cuối tháng 2 năm 2022. Một số loại vũ khí này được coi là tiên tiến và tốt hơn so với các loại vũ khí của Nga. Tuy nhiên, phương Tây cũng do dự cung cấp cho Kiev những công cụ mạnh mẽ hơn trong kho vũ khí của mình. Ba quốc gia vùng Baltic luôn ủng hộ mạnh mẽ việc cung cấp thêm hỗ trợ an ninh cho Ukraine do lo ngại rằng vì vị trí địa lý gần Nga nên họ sẽ là mục tiêu đầu tiên nếu Moscow quyết định tấn công sâu hơn vào châu Âu. Với mối đe dọa này, các quốc gia vùng Baltic từ lâu đã thúc đẩy tăng chi tiêu quốc phòng giữa các quốc gia thành viên NATO. Họ nằm trong số những nước chi tiêu quốc phòng hàng đầu trong liên minh tính theo tỷ lệ GDP và họ cũng thẳng thắn về khả năng của NATO trong việc ngăn chặn một cuộc tấn công lớn hơn từ Nga. Việc gửi đi thông điệp răn đe có thể không đủ. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Litva Laurinas Kasionas cho biết nếu NATO muốn kiềm chế và gây tổn thất cho sức mạnh của Nga thì liên minh này nên xem xét thực tế rằng Ukraine đang yêu cầu đạn dược và vũ khí chứ không phải quân đội phương Tây. Ông Kasionas nhận định họ sẵn sàng chiến đấu và đẩy lùi Nga, không chỉ khỏi Ukraine mà còn khỏi châu Âu. Theo ông, ủng hộ Ukraine tức là xây dựng an ninh châu Âu. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Latvia Andris Esperut nói, mục tiêu phải là sự thất bại chiến lược của Nga ở Ukraine. Theo đó, điều đó tức là Ukraine giành lại toàn bộ lãnh thổ đã mất kể từ năm 2014 và Moscow không thể tiến hành bất kỳ chiến dịch quân sự nào trong tương lai chống lại Ukraine, các nước láng giềng hoặc NATO. Các nước NATO đã tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine bằng sự hỗ trợ an ninh quan trọng. Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng khẳng định tại hội nghị thượng đỉnh NATO về việc sẽ cung cấp thêm hệ thống phòng không cho Kiev. Cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga nhằm vào căn cứ không quân Mykolaiv, Ukraine, nằm cách biên giới Nga-Ukraine 160 dặm hồi đầu tháng này, đã gây ra thiệt hại nặng cho không quân Ukraine. Hai chiếc máy bay Su-27 đã bị phá hủy tại chỗ và hai chiếc khác bị hư hỏng nghiêm trọng. Phía Nga đã sử dụng hệ thống tên lửa đạn đạo Iskander-M trong cuộc tấn công và sự kiện này được cho là tổn thất lớn nhất của không quân Ukraine kể từ đầu cuộc xung đột. Các phi công Ukraine vẫn đánh giá cao Su-27, so với tổng thể thì khả năng của chiến đấu cơ này vẫn vượt trội hơn F-16 do Mỹ viện trợ. Tuy nhiên, số lượng của Su-27 ở Ukraine và các quốc gia phương Tây là không nhiều, vì vậy khả năng bổ sung cho những tổn thất trong chiến đấu là rất khó. Su-27 được Liên Xô phát triển nhằm đối trọng với chiến đấu cơ F-15 của Mỹ và vào cuối thời kỳ chiến tranh lạnh. Su-27 được các chuyên gia đánh giá là chiếc máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không hàng đầu thế giới. So với F-16, MiG-29 và Su-24 có trong biên chế của Ukraine hiện nay, thì Su-27 có tầm bay xa hơn,
radar lớn hơn, mang nhiều vũ khí hơn và khả năng cơ động cao ở mọi tốc độ. Bình luận về cuộc tấn công, Forbes đưa tin rằng rất có thể đây là tổn thất lớn nhất đối với lực lượng không quân Ukraine. Tính từ khi Nga bắt đầu mở rộng cuộc xung đột vào tháng 2 năm 2022, đồng thời tờ báo cũng đưa tin rằng các blogger quân sự Ukraine đã vội vàng đổ lỗi cho các sĩ quan không quân của họ. Khi để những chiếc Su-27 nằm ngoài trời tại một căn cứ gần tiền tuyến như vậy, một số ý kiến thậm chí còn suy đoán rằng việc để máy bay ở vị trí dễ bị tấn công có thể là chủ ý nhằm tăng áp lực lên các nước phương Tây đang ủng hộ Ukraine để đẩy nhanh việc giao máy bay F-16. Mặc dù Su-27 còn đường băng dài hơn và nhu cầu bảo dưỡng cao hơn so với MiG-29, nhưng so với các máy bay chiến đấu của phương Tây như F-16, chiếc máy bay này vẫn có thể dễ dàng hoạt động từ các sân bay tạm thời. Đây là chìa khóa quan trọng để Su-27 vẫn tiếp tục cất cánh và chiến đấu. Một số chuyên gia lại cho rằng vụ tấn công vào căn cứ không quân Mykolaiv đã làm dấy lên nghi ngờ rằng Nga có thể đang tìm cách ngăn chặn việc chuyển sang máy bay chiến đấu F-16 và Mirage-2000 từ các quốc gia châu Âu bằng cách chứng minh tính dễ bị tổn thương của bất kỳ cơ sở nào mà chúng được triển khai ở Ukraine. Su-27 vẫn đang giữ vị trí quan trọng trong không quân Ukraine. Trong khi đó, các phiên bản nâng cấp của máy bay này được tăng cường hệ thống điện tử hàng không tiên tiến và vật liệu composite hiện đại cũng đang là xương sống chính của lực lượng không quân Nga. Các máy bay chiến đấu như Su-30SM và Su-35 của Nga đã khiến những chiếc chiến đấu cơ có từ thời Liên Xô trong biên chế Ukraine gặp bất lợi đáng kể. Điều này đã dẫn đến những tổn thất áp đảo cho các phi đội Su-27 Ukraine trong các trận không chiến với không quân Nga. Tuy nhiên, Su-27 của Ukraine vẫn thể hiện được sự hiệu quả trong vai trò là bệ phóng cho tên lửa hành trình. Vào tháng 5 năm 2023, việc lắp đặt tên lửa Storm Shadow của Anh lên Su-27 đã được xác nhận. Điều này giúp cho Ukraine có thể tiến hành các cuộc tấn công vào sâu trong lãnh thổ do Nga kiểm soát. Đã có nhiều ý kiến cho rằng Mỹ sẽ cung cấp thêm Su-27 cho Ukraine, bởi quốc gia này đã từng mua một số chiếc Su-27 từ Ukraine và nước láng giềng Belarus vào những năm 1990 để nghiên cứu khả năng của chúng. Tuy nhiên, những dấu hiệu từ Washington và Kiev về mong muốn chuyển đổi các hệ thống vũ khí của nước này theo tiêu chuẩn của NATO có thể làm giảm khả năng như vậy. Ngày 9 tháng 7, Reuters dẫn lời một quan chức giấu tên của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ ODNI cho biết, mặc dù không nêu rõ tên, nhưng Moscow một lần nữa ủng hộ ứng cử viên Cộng hòa Donald Trump làm Tổng thống Mỹ tiếp theo. Ông cũng cho biết, cộng đồng tình báo Mỹ không thay đổi đánh giá so với các cuộc bầu cử trước. Những đánh giá cho thấy Moscow đã cố gắng thông qua các chiến dịch gây ảnh hưởng để giúp ông Trump giành chiến thắng vào năm 2016. Quan chức này nói, chúng tôi chưa nhận thấy sự thay đổi nào trong ưu tiên của Nga đối với cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ so với trước đây. Trong khi đó, đại diện chiến dịch tranh cử của ông Trump cho rằng điều này là do ứng viên Dân Chủ, Tổng thống đương nhiệm Joe Biden yếu thế trước Nga. Bằng chứng là việc Nga đã thực hiện chiến dịch quân sự tại Ukraine trong nhiệm kỳ của ông Biden. Thư ký báo chí chiến dịch tranh cử của ông Trump, bà Caroline Leavitt nhấn mạnh, khi ông Trump còn ở phòng bầu dục, Nga và tất cả đối thủ của Mỹ đều nản lòng vì họ e ngại phản ứng của Mỹ. Ông Trump thường xuyên chỉ trích quy mô chương trình viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine, đó là khoảng 60 tỷ đô la Mỹ kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine vào năm 2022. Hai cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump đã đưa ra kế hoạch chấm dứt viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine, trừ khi nước này đồng ý đàm phán với Nga để chấm dứt xung đột. Về chính sách đối với NATO, ông Trump cho biết ông sẽ khuyến khích Nga làm bất cứ điều gì họ muốn với bất kỳ thành viên liên minh nào không chi đủ cho quốc phòng và ông sẽ không bảo vệ họ. Trong khi đó, hiến chương NATO bắt buộc các thành viên phải đứng ra bảo vệ các thành viên bị tấn công. Theo quan chức tình báo giấu tên của Mỹ, Washington chưa phát hiện kế hoạch của bất kỳ quốc gia nào nhằm làm suy giảm hoặc phá hoại khả năng tổ chức bầu cử vào tháng 11 của nước này. Tuy nhiên, Nga dường như đang thông qua mạng xã hội và các phương tiện khác đã bắt đầu cố gắng gây ảnh hưởng đến các nhóm cử tri Mỹ, cụ thể ở các bang chiến trường. Quan chức Mỹ cho biết, Moscow xác định ứng cử viên mà họ sẵn sàng ủng hộ hay phản đối phần lớn dựa trên lập trường của họ đối với việc Mỹ tiếp tục viện trợ cho Ukraine và các vấn đề liên quan. Ông nói, đó là tất cả chiến thuật mà chúng tôi đã thấy trước đây, chủ yếu thông qua các nỗ lực trên mạng xã hội và sử dụng tiếng nói của Mỹ để khuếch đại câu chuyện của họ. Một đánh giá mới của cộng đồng tình báo được công bố trong tuần này trên trang web ODNI cho rằng Nga vẫn là mối đe dọa chính đối với cuộc bầu cử của Mỹ và các nhân tố có ảnh hưởng không xác định của Nga đã bí mật lên kế hoạch quấy động dư luận ở các quốc gia xung đột cũng như cố gắng làm giảm bớt sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine. Quan chức này cho biết, gần đây Nga đang tìm cách gây ảnh hưởng đến cử tri Mỹ thông qua các kênh tin nhắn trực tiếp được mã hóa. Cho đến thời điểm hiện tại, Nga chưa bình luận về những cáo buộc này. Mới đây, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã kêu gọi Moscow đưa ra lựa chọn giữa hai miền Triều Tiên.
Theo ông, sự hợp tác quân sự của Nga với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên thể hiện mối đe dọa rõ ràng và thách thức nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên và châu Âu. Trước đó, Seoul cũng thừa nhận khả năng cung cấp vũ khí cho Ukraine. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, xét về xuất khẩu vũ khí, Hàn Quốc đứng thứ 9 trên thị trường toàn cầu trong giai đoạn 2018-2022. Hàn Quốc là một trong hai quốc gia châu Á được xếp hạng trong số 25 nhà cung cấp hàng đầu, tiếp đến là Trung Quốc. Seoul vốn phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài trong nhiều thập kỷ, ngày nay cung cấp gần như 100% nhu cầu cho lực lượng vũ trang của mình. Hanwha, Hyundai Rotem, LIG Next One, Hyundai Heavy Industry, Kia Motors, Korea Aerospace Industry, Kai là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của những gã khổng lồ của ngành công nghiệp phương Tây như Rheinmetall của Đức hay Lockheed Martin của Mỹ. Hàn Quốc đã phát triển tổ hợp công nghiệp quân sự để bảo vệ mình khỏi các nước mà họ cho là láng giềng không thân thiện như Triều Tiên, Trung Quốc và một phần là Nhật Bản. Nhưng hiện nay, sản xuất quân sự mang lại rất nhiều cho ngân sách quốc gia. Như vậy, Ba Lan, nước đã tiến hành tái vũ trang quân đội quy mô lớn, đã ký hợp đồng cung cấp 1.000 xe tăng chiến đấu chủ lực K2 Black Panther của Hàn Quốc. Pháo nòng sẽ được cập nhật với 648 pháo tự hành K9 Grom và không quân có 48 máy bay huấn luyện FA-50. Về bản chất, Warsaw trở nên phụ thuộc vào Seoul. K2 là một trong những xe tăng đắt nhất thế giới, khoảng 8,5 triệu đô la Mỹ mỗi chiếc. Vì vậy, người Hàn Quốc sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền. Bên cạnh đó, xét về tốc độ sản xuất vũ khí, Hàn Quốc đang đi trước phương Tây một cách đáng kể. Ví dụ, nhà máy số 3 của Hanwha Aerospace ở Changwon đã lắp đặt dây chuyền lắp ráp thứ hai cách đây vài năm và tăng gấp đôi sản lượng pháo tự hành 155mm K9 lên 160 chiếc mỗi năm. Và vào tháng 4, họ đã tung ra chiếc thứ 3 và bây giờ sẽ có 240 chiếc. Pháp chỉ có thể xử lý được 30 khẩu pháo tự hành César cùng cỡ nòng. Ngoài ra, các công ty Hàn Quốc có thể tự do thích ứng với nhu cầu của khách hàng cũng như chuyển giao công nghệ và thiết lập cơ sở sản xuất trong nước. Đặc biệt, vào năm 2022, Cairo đã ký hợp đồng trị giá 1,6 tỷ đô la Mỹ với Seoul về pháo K9. Có tới 30% linh kiện được sản xuất tại Ai Cập. Cuối cùng, một ưu điểm quan trọng khác của công nghệ Hàn Quốc là hầu hết các mẫu xe đều có thể dễ dàng điều chỉnh theo tiêu chuẩn NATO. Điều này rất quan trọng đối với Ukraine, quốc gia sử dụng vũ khí của phương Tây. Kiev hiện đang trông cậy vào đạn pháo 155mm cỡ nòng chính của hệ thống pháo binh NATO. Seoul đã cung cấp khoảng 300.000 viên đạn, nhưng về mặt chính thức, chúng thuộc về Mỹ. Nước đã đặt kho vũ khí của mình trên bán đảo Triều Tiên từ những năm 1950. Các chuyên gia đưa ra những ước tính khác nhau về việc sản xuất đạn pháo ở Hàn Quốc, từ 500.000 đến 1 triệu rưỡi mỗi năm. Vào tháng 2, Seoul đã công bố ý định sản xuất hàng loạt phiên bản phản ứng chủ động cải tiến của họ với tầm bắn lên tới 60 km vào cuối năm nay. Việc giao xe tăng chiến đấu chủ lực K2 khó có thể xảy ra. Theo phân loại quốc tế, đây là mẫu xe thế hệ thứ tư duy nhất được đưa vào sản xuất. Điểm đặc biệt của K2 là hệ thống thông tin và điều khiển tiên tiến. Hệ thống xe tăng kết hợp tất cả các bộ phận điện tử thành một mạng duy nhất, cũng như hệ thống chiến đấu ở cấp độ chiến thuật. Điều này cho phép bạn trao đổi thông tin trên chiến trường với các thiết bị quân sự và sở chỉ huy khác trong thời gian thực. Vũ khí chính của K2 là pháo nòng trơn 120mm, được phát triển từ loại RH-120 của Đức, trình tải tự động cung cấp tối đa 15 vòng mỗi phút. Tổ hợp bảo vệ chủ động phát hiện đạn pháo và ATGM đang tiếp cận ở khoảng cách 150m và loại bỏ chúng bằng điện tích ngược. Đây là một hệ thống hiệu quả nhưng đắt tiền, 600.000 đô la Mỹ và vẫn chưa biết nó sẽ hoạt động như thế nào trước máy bay không người lái FPV giá rẻ. Về phần pháo tự hành K9 Grom, Kiev có cơ hội tốt hơn ở đây. Không có gì bí mật rằng lực lượng vũ trang Ukraine đang rất thiếu pháo. Nhiều khẩu súng của phương Tây đã bị phá hủy hoặc hư hỏng nghiêm trọng. NATO sợ chuyển thêm cho Kiev để không làm suy yếu khả năng phòng thủ của mình. K9 có vẻ là một giải pháp phù hợp, chỉ mất tối đa 3 tuần để sản xuất một khẩu pháo tự hành. Thể hiện tốc độ, công ty sản xuất đã vận chuyển 24 khẩu pháo tự hành sang Ba Lan vào tháng 12 năm ngoái, 4 tháng sau khi ký hợp đồng. Warsaw đã nhận được hơn 50 đơn vị. Pháo này là loại CN98 do hãng tự thiết kế, có tầm bắn của đạn tên lửa chủ động cũng là của Hàn Quốc lên tới 55km. Tuy nhiên, lượng pháo phù hợp với toàn bộ loại đạn 155mm của NATO. Bạn chỉ cần nhập những sửa đổi phù hợp vào máy tính đạn đạo. Về đặc điểm chiến thuật và kỹ thuật, K9 rất khác so với PZH-2000 của Đức. Tuy nhiên, tỷ lệ sản xuất của người Hàn Quốc cao hơn nhiều. Ngoài xe tăng và pháo, Seoul có thể chia sẻ với Kiev các phương tiện chiến đấu bộ binh K21 hiện đại, tương tự như BMP-3 của Nga, xe bọc thép chở quân K806 Bạch Hồ, xe bọc thép, thiết bị công binh và xe tải. Nhưng liệu chính phủ Hàn Quốc có quyết định làm điều này hay không là một câu hỏi lớn. Theo phân tích của hãng RIA, xét về mối quan hệ kinh tế với Moscow, bất chấp các lệnh trừng phạt vẫn tồn tại,
Ở Seoul, họ sẽ phải suy nghĩ hàng trăm lần trước khi đứng về phía đối thủ của Nga. Trong bài phát biểu tại Diễn đàn Công nghiệp Quốc phòng NATO được tổ chức bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington, Mỹ, hôm 9 tháng 7, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Kathleen Hicks cho biết Washington và các đồng minh đang có kế hoạch tiếp tục tăng chỉ tiêu quốc phòng để đảm bảo nhu cầu dài hạn về vũ khí. Bà Hicks đã ca ngợi việc các nước thành viên NATO tăng ngân sách quân sự kể từ khi xung đột ở Ukraine bùng nổ vào năm 2014 và đặc biệt là sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine vào năm 2012. Theo bà, trong thập kỷ qua, mức tăng chi tiêu quốc phòng trung bình hàng năm là 72% được điều chỉnh theo lạm phát. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ cũng cho biết các nhà sản xuất vũ khí phương Tây có năng lực không chỉ để cạnh tranh mà còn vượt trội và chiếm ưu thế trước Nga và các quốc gia mà Mỹ coi là đối thủ, bao gồm Trung Quốc, Triều Tiên và Iran. Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ cảnh báo, điều đó bao gồm việc đảm bảo chúng ta chuẩn bị cho khả năng xảy ra chiến sự kéo dài, điều mà mọi đồng minh đều cần phải chuẩn bị mà không chỉ ở châu Âu. Bà cho biết việc phát triển cơ sở sản xuất ở cả hai bờ Đại Tây Dương theo cách kết hợp sự khéo léo của thời đại thông minh và năng lực của thời đại công nghiệp sẽ mang lại lợi ích cho các đồng minh của Mỹ ở Thái Bình Dương như Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc. Bà Hicks cũng nhấn mạnh, Lầu Năm Góc đang tìm cách trở thành một khách hàng tốt hơn bằng cách hợp lý hóa các quy trình nội bộ, cung cấp những khoản đầu tư có mục tiêu vào lĩnh vực quốc phòng và cung cấp dịch vụ an ninh cho các doanh nghiệp vũ khí. Lâu nay, giới chức Nga cho rằng NATO là một công cụ cho tham vọng địa chính trị của Mỹ và là cách để đảm bảo thị trường lâu dài cho vũ khí Mỹ ở châu Âu. Theo Moscow, cam kết của Washington về việc Ukraine cuối cùng sẽ gia nhập NATO, cùng với sự hiện diện ngày càng lớn của NATO ở Ukraine kể từ năm 2014, là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới xung đột ở Ukraine. Trong khi đó, Bắc Kinh cũng cáo buộc Mỹ mắc kẹt trong tâm lý chiến tranh lạnh và chơi trò chơi có tổng bằng không với các quốc gia không phải phương Tây, bao gồm Trung Quốc. Trong một cuộc họp báo ngày 10 tháng 7, Tham mưu trưởng quân đội Ba Lan, tướng Gwieslaw Kukula tuyên bố rằng nước này cần chuẩn bị cho binh lính của mình cho một cuộc xung đột toàn diện. Tuyên bố của tướng Kukula được đưa ra trong bối cảnh Ba Lan có kế hoạch tăng cường số lượng binh sĩ ở biên giới với Liên bang Nga và Belarus. Mối quan hệ của Ba Lan với Liên bang Nga và đồng minh của Moscow là Belarus đã xấu đi nghiêm trọng kể từ khi xung đột giữa Liên bang Nga và nước láng giềng Ukraine bùng nổ vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Tại cuộc họp báo, tướng Kukula nói, chúng ta cần chuẩn bị lực lượng cho một cuộc xung đột toàn diện, chứ không phải một cuộc xung đột kiểu bất đối xứng. Tướng Kukula nói thêm, điều này buộc chúng tôi phải tìm ra sự cân bằng tốt giữa nhiệm vụ ở biên giới và duy trì cường độ huấn luyện trong quân đội. Cũng tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Pavel Peda cho biết, kể từ tháng 8 năm nay, số lượng quân bảo vệ biên giới phía đông của Ba Lan sẽ tăng từ mức 6.000 hiện tại lên 8.000. Cùng với đó, ở hậu phương, nước này luôn sẵn sàng 9.000 quân dự bị có thể được tăng cường trong vòng 48 giờ. Hồi tháng 5 năm nay, Ba Lan đã công bố thông tin chi tiết về chương trình lá chắn phía đông trị giá 10 tỷ zloty, tương đương 2,5 tỷ đô la Mỹ nhằm tăng cường phòng thủ dọc biên giới với Belarus và Liên bang Nga. Dự kiến, chương trình lá chắn phía đông sẽ hoàn thành vào năm 2028. Cuộc xung đột giữa quốc gia láng giềng Ukraine và Nga đã khiến việc tăng cường lực lượng vũ trang trở thành ưu tiên hàng đầu của Ba Lan. Hồi đầu năm nay, hãng thông tấn Benkakubi cho biết Ba Lan đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng chi tiêu quân sự của NATO vào năm 2023, với mức chi tiêu lên tới 3,9% tổng sản phẩm quốc nội GDP của đất nước. Ba Lan đã đặt mua khí tài quân sự hiện đại từ Hàn Quốc, bao gồm các đơn vị pháo tên lửa Chumo, xe tăng K2, pháo tự hành K9 và máy bay huấn luyện chiến đấu FA-50, một phản ứng sau khi cuộc xung đột quân sự Nga-Ukraine nổ ra. Hôm 8 tháng 7 vừa qua, hãng tin Reuters cho biết Bộ Quốc phòng Ba Lan thông báo sẽ mua 58 xe bọc thép chở quân Rosomac từ các hãng Huta Stalowa Gula, Polska Gruba, Zepro Zeniowa, Rosomac SA và VKP Electronics SA. Lô xe bọc thép chở quân này được tích hợp hệ thống pháo điều khiển từ xa và được trang bị bệ phóng tên lửa dẫn đường chống tăng Spy-LR. Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết tổng giá trị của hợp đồng là khoảng 2,6 tỷ zloty, tương đương 659,8 triệu đô la Mỹ và việc giao hàng sẽ được thực hiện vào năm 2026 đến 2027. Bên cạnh đó, hôm 8 tháng 7, hãng tin AFP của Pháp còn cho biết
quân đội Ba Lan đang triển khai chương trình huấn luyện miễn phí dành cho người dân quan tâm tới các kỹ năng chiến đấu như bắn súng, ném lựu đạn và chiến thuật quân sự. Ngày 10 tháng 7, trang quân sự min.in.ua đã đăng tải đoạn video cho thấy máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công vào hạ tầng trong bãi thử tên lửa nằm ở tỉnh Astrakhan, Nga. Theo đoạn video, ít nhất một công trình bên trong khuôn viên bãi thử tên lửa ở quận Aktubin thuộc tỉnh Astrakhan, Nga bốc khói lớn. Sau đó, người quay video đã ghi được khoảnh khắc công trình trên tiếp tục hứng đòn tấn công từ UAV Ukraine. Theo min.in.ua, nơi UAV Ukraine thực hiện vụ tập kích là bãi thử nghiệm tên lửa số 4 có tên Kapustinja. Một lượng lớn tên lửa tầm ngắn và tầm trung, tên lửa hành trình, tên lửa lắp cho hệ thống phòng không được Nga thử nghiệm ở đó. Tuy nhiên, thông cáo được quan chức đứng đầu quận Aktubin là ông Vladimir Mikhet đăng trên Telegram lại viết rằng cuộc tập kích UAV của Ukraine không gây ra bất kỳ tổn thất nào. Ông Mikhet viết, sáng ngày 9 tháng 7 ở quận Aktubin, phía Ukraine đã tổ chức các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào nhiều cơ sở hạ tầng tại đó. Nhờ có những hành động phối hợp từ các đơn vị trinh sát và vũ khí của nhiều cơ quan thực thi pháp luật, nên chúng tôi đã đẩy lùi cuộc tấn công của đối phương. Vụ việc không gây thương vong về người hay tài sản. Trong một diễn biến khác, lực lượng pháo binh Nga đã sử dụng súng cối hạng nặng 2S4 Tiunban để tập kích một cứ điểm phòng thủ của Ukraine trên tiền tuyến. Cụ thể, theo Sputnik, trong ngày 9 tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này sử dụng súng cối hạng nặng 2S4 Tiunban để đánh sập một cứ điểm phòng thủ của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga thông báo, đơn vị pháo binh đã dùng súng cối 2S4 để phá hủy một cứ điểm đang ngăn chặn đà tiến công của quân đội Nga. Ngay sau khi tấn công chính xác mục tiêu, đơn vị pháo binh đã di chuyển tới vị trí an toàn để tránh bị Ukraine tập kích đáp trả. 2S4 Tiunban là một trong những loại pháo tự hành phổ biến nhất của quân đội Nga. Báo cáo của trang theo dõi quân sự Oryx cho biết, Moscow đã tổn thất khoảng 50 hệ thống này kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự. 2S4 Tiunban là súng cối tự hành 240mm từ thời chiến tranh lạnh, được thiết kế để tác chiến trong môi trường đô thị. Tulip thép dài 6,45m, rộng 3,25m, cao 3,2m, nặng 27,5 tấn và là súng cối tự hành duy nhất trên thế giới có cỡ nòng 240mm. Mỗi hệ thống 2S4 Tiunban có thể mang theo 40 viên đạn thông thường hoặc 20 viên đạn tăng tầm đặt trong hai băng đạn kiểu trống. Đạn chính của loại vũ khí này là đạn súng cối 53F864 nặng 130kg. Bên cạnh đó, Tiunban cũng có khả năng bắn đạn ZBV-4 mang đầu đạn hạt nhân. Tầm bắn của súng cối tự hành này có thể lên tới 19,7 km. Business Insider mới đây đưa tin, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược Ukraine bà Anna Gvozdia nói rằng Kiev ngày càng lo ngại về sự thiếu thích ứng trong vũ khí được phương Tây gửi đến Ukraine với tình hình thực tế. Theo bà Gvozdia, một số hệ thống vũ khí phương Tây rất hiệu quả khi lần đầu tiên được triển khai ở Ukraine, nhưng sau đó đã giảm dần uy lực và thậm chí không còn được triển khai khi Nga điều chỉnh chiến thuật để khắc chế chúng. Bộ trưởng Gvozdia cho biết, bà khá thất vọng khi những vũ khí hiện đại của phương Tây không được điều chỉnh để phù hợp với cuộc chiến với Nga. Ngược lại, bà nói rằng lực lượng Ukraine học hỏi nhanh hơn vì đang ở tiền tuyến. Trước đó, phương Tây đã không ít lần nói về các vũ khí thay đổi cuộc chơi, chẳng hạn như đạn pháo chính xác Excalibur. Tuy nhiên, sau khi Nga tăng cường nỗ lực tác chiến điện tử, loại đạn của phương Tây đã liên tục chệch hướng và tỷ lệ đánh trúng giảm xuống mức rất thấp. Câu chuyện tương tự xảy ra với HIMA, một loại rocket dẫn đường mà Nga tuyên bố đã bắt bài thành công. Các chuyên gia quân sự cho rằng phương Tây có thể phải mất nhiều tháng để điều chỉnh vũ khí nhằm đối phó với uy lực từ tác chiến điện tử của Nga. Điều này gây ra bất lợi cho Ukraine vì trong cuộc chiến tiêu hao, Nga vẫn đang tỏ ra là bên có sức bền mạnh mẽ hơn. Trước đây, các cựu quan chức Lầu Năm Góc cảnh báo rằng trong chiến dịch quân sự, Nga đã phát triển các phương pháp gây nhiễu ngày càng tinh vi với tốc độ vượt xa khả năng hiện tại của Mỹ. Ngoài ra, Nga cũng có thể thích ứng với các mối đe dọa bằng cách di chuyển các địa điểm hậu cần ra khỏi tầm bắn của một số loại đạn dược. Giới chuyên gia cảnh báo Ukraine phải đối mặt với thách thức khi phương Tây chuyển vũ khí tới với tốc độ khá chậm, chuyên gia Justin Brown tại Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia nói. Các hệ thống vũ khí liên tục được cung cấp cho Ukraine quá muộn để có thể phát huy tác dụng tối ưu và cũng thường được cung cấp nhỏ giọt, ông cho hay. Vào thời điểm phương Tây có sẵn các loại vũ khí với số lượng lớn hơn, quân đội Nga đã có thời gian để thích nghi. Một số hệ thống vũ khí vẫn đang chứng tỏ giá trị của mình,
ví dụ như ATAC và tên lửa hành trình Storm Shadow do Anh và Pháp cung cấp. Nhưng chuyên gia cảnh báo rằng, cuối cùng thì Nga cũng có thể thích ứng được với những vũ khí đó. Hồi tháng 4 năm nay, Politico dẫn lời các quan chức quân sự Ukraine ẩn danh cho biết, có một xu hướng đáng tiếc là vũ khí phương Tây gửi cho Kiev quá chậm đến mức chúng trở nên không còn phù hợp với tình hình chiến trường. Điều này khiến nhiều vũ khí dù hiện đại nhưng không tác chiến như kỳ vọng. Các quan chức Ukraine nói với Politico rằng F-16 là một ví dụ cụ thể vì Kiev rất cần các tiêm kích này trong năm 2023, nhưng tới năm 2024, chúng trở nên ít phù hợp hơn với tình hình thực tế. Một quan chức Ukraine giấu tên giải thích rằng Nga đã thử nghiệm khả năng phòng không và đã triển khai radar và tên lửa phòng thủ theo cách có thể khiến phần lớn khả năng tấn công của F-16 trở nên vô hiệu. Quan chức Ukraine giải thích, các hệ thống vũ khí trở nên không phù hợp rất nhanh vì chúng nhanh chóng bị quân đội Nga bắt bài. Nga luôn luôn nghiên cứu, họ không cho chúng tôi cơ hội thứ hai và họ đã thành công trong việc này. Ngày 10 tháng 7, hãng thông tấn Union của Ukraine đưa tin Ba Lan cho biết sẽ làm mọi cách có thể để giải quyết cuộc khủng hoảng di cư ở biên giới với Belarus. Điều này đã được Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Cezary Tomczyk tuyên bố khi Warsaw đang cân nhắc các lựa chọn, có thể bao gồm việc đóng cửa biên giới còn lại. Biên giới giữa Ba Lan và Belarus đã trở thành điểm nóng khi các quan chức phương Tây cáo buộc chính phủ Belarus đưa người di cư từ bên ngoài châu Âu đến Ba Lan, gọi đây là một hình thức xung đột hỗn hợp. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Tomczyk nêu rõ, chúng tôi sẵn sàng cho mọi quyết định trong vấn đề này bởi vì chúng tôi sẽ không cho phép cuộc khủng hoảng di cư do Belarus gây ra kéo dài vô thời hạn. Theo ông Tomczyk, nỗ lực giải quyết khủng hoảng của Ba Lan bao gồm cải thiện công sự, hàng rào và tăng cường an ninh biên giới, nhưng Warsaw cũng đang gửi đi một tín hiệu chính trị mạnh mẽ rằng tình hình hiện tại không thể kéo dài mãi. Khi được hỏi liệu Bắc Kinh có thể giúp Ba Lan chấm dứt khủng hoảng hay không, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Tomczyk cho biết ông tin rằng Trung Quốc không muốn có tình huống xấu ở biên giới. Trung Quốc là một bên tham gia toàn cầu, Trung Quốc có lợi ích toàn cầu ở châu Âu và họ sẽ tiếp cận châu Âu bằng cách nào đó phù hợp. Điều đáng chú ý là Ba Lan đã đóng cửa hoàn toàn 4 trên 6 cửa khẩu biên giới với Belarus do căng thẳng trong quan hệ với nước này. Cùng ngày, truyền thông Belarus đưa tin Ba Lan đã cấm xe ô tô đăng ký biển số Belarus và Ba Lan mà không có chủ sở hữu. Lệnh cấm được giải thích là do những thay đổi trong quy định của Hội đồng châu Âu về lệnh trừng phạt đối với Belarus. Các phương tiện thông tin đại chúng cũng đưa tin Ba Lan đã đóng cửa khẩu biên giới duy nhất trên biên giới Ba Lan-Belarus dành cho vận chuyển hàng hóa đường bộ nhập cảnh từ Belarus. Vì thế, từ ngày 10 tháng 7, Ba Lan sẽ không tiếp nhận xe chở hàng đi từ Belarus qua trạm kiểm soát Kozlovichi. Từ đó, Union đưa tin rằng căng thẳng đang gia tăng ở biên giới giữa Belarus và Ba Lan do số lượng người di cư tìm cách vào lãnh thổ EU ngày càng gia tăng. Ba Lan và EU cáo buộc Belarus và Nga tìm cách gây hỗn loạn ở biên giới từ năm 2021. Ba Lan đang có bước đi khiến Belarus hết sức lo ngại. Warsaw dự định áp dụng biện pháp kiểm soát chặt chẽ tại cửa khẩu đường sắt lớn nhất giữa Belarus và Ba Lan. Bế tắc ở Quốc hội Pháp và tình hình bầu cử đang khiến một số cư dân giàu có bậc nhất nước này lo lắng về tình trạng bất ổn chính trị và tài chính, trong đó có những người tính di cư ra nước ngoài. Các đảng chính trị lớn tại Pháp đang nỗ lực giành quyền kiểm soát Quốc hội và thành lập một chính phủ mới. Việc một số đề xuất tăng thuế được đưa ra trong các chiến dịch tranh cử nhằm chi cho các chương trình chi tiêu tốn kém của chính phủ có thể sớm trở thành luật đã khiến một bộ phận người giàu có ở Pháp cân nhắc các lựa chọn để tự bảo vệ mình. Chủ tịch và đồng sáng lập công ty quản lý tài sản La Fréchie de Orient, ông Emmanuel Angelio cho biết, những người có thể rời đi sẽ rời đi nếu các chính sách cực đoan được áp dụng. Nói cách khác, Pháp sẽ không còn hấp dẫn người nước ngoài nữa và người giàu sẽ ra đi. Ông Angelo là một trong nhiều cố vấn đã nhận được các cuộc gọi từ khách hàng đang hoang mang. Trong đó, một số khách hàng đã gửi tiền ra nước ngoài và bắt đầu tính toán phương án di cư ra nước ngoài. Họ cho biết, mặc dù kết quả bầu cử không rõ ràng là một sự xoa dịu vì các đảng cực đoan ở cánh hữu và cánh tả không giành được quyền lực hoàn toàn, song tình hình này là lời cảnh tỉnh về những biến động tiềm ẩn trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2027. Đối tác quản lý của công ty luật Hogan Lutz có trụ sở tại Paris, bà Sienna Legendary cho biết, chúng tôi thấy xuất hiện những khách hàng mới như giám đốc điều hành. Họ tìm tới chúng tôi để họ hỏi có thể làm gì để tự bảo vệ mình. Sau Brexit, Anh rời Liên minh châu Âu.
Một lượng lớn chủ ngân hàng đổ về Pháp, nhưng những người có thu nhập cao này sẽ rời đi vì họ không muốn đóng thêm thuế. Sự bế tắc của Quốc hội Pháp và chiến thắng của công đảng ở Anh đã làm tăng khả năng tăng thuế đối với những người có thu nhập cao nhất ở cả hai nước này. Tân Thủ tướng Anh Keir Starmer cam kết loại bỏ một số quy định giảm thuế thừa kế nhất định, trong khi ở Pháp, đảng National Rally cực hữu của bà Marine Le Pen và liên minh cánh tả New Popular Front đã nhắm thẳng vào các tỷ phú trong chiến dịch tranh cử vừa qua. Các nhà lập pháp mới có thể không chỉ hủy bỏ các chính sách vốn được coi là thân thiện với giới giàu có, mà còn có thể đẩy mạnh các chính sách tăng thuế tài sản ở quy mô rộng hơn. Ngoài ra, họ từng kêu gọi loại bỏ thuế cố định của Pháp và khôi phục thuế xuất cảnh, tăng thuế thu nhập lên mức cao nhất là 90% và sửa đổi các quy định về thừa kế tài sản, bao gồm cả việc giới hạn tài sản thừa kế. Bà Le Gendry nói, một số người đang cân nhắc liệu họ có nên ở lại Pháp hay không. Hiện nay, hoạt động di cư ra nước ngoài rất phổ biến, mọi người di chuyển khắp nơi. Vì vậy, câu hỏi đặt ra là liệu việc di chuyển này có thể giúp họ tối ưu hóa tình hình tài chính của mình hay không. Các địa điểm di cư mà họ tính đến gồm Italy, Dubai, Singapore và Mỹ. Nhưng việc di chuyển cần có thời gian và sự lựa chọn đôi khi khó khăn, tùy thuộc vào hoàn cảnh gia đình và nghề nghiệp của từng cá nhân. Pháp là quê hương của một số người thuộc nhóm giàu nhất thế giới, bao gồm ông chủ LVMH Bernard Arnault và người thừa kế hãng mỹ phẩm L'Oréal Francoise Pascal-Meyer. Theo báo cáo Tài sản toàn cầu năm 2024 của UBS công bố ngày 10 tháng 7, số lượng triệu phú ở nước này dự kiến tăng 16% trong 5 năm tới. Ngày 9 tháng 7, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã thách đấu ông Joe Biden trong một cuộc tranh luận không giới hạn và một ván gốc 18 lỗ để nhà lãnh đạo đương nhiệm có thể chứng minh rằng ông vẫn đủ sức khỏe để đảm nhiệm chức vụ. Ông Trump nói, chúng ta hãy tổ chức một cuộc tranh luận khác trong tuần này để ông Biden buồn ngủ, có thể chứng minh với mọi người trên toàn thế giới rằng ông ấy có đủ khả năng để trở thành Tổng thống Mỹ. Nhưng lần này sẽ là cuộc tranh luận trực tiếp, không có người điều phối, không có sự ngăn cản nào. Cựu Tổng thống kêu gọi ông Biden hãy nêu tên địa điểm bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Ông Trump nhắc lại rằng, trong cuộc tranh luận do CNN tổ chức hồi cuối tháng 6, Tổng thống Biden đã tuyên bố rằng ông sẽ sẵn sàng thử thách kỹ năng và sức bền của mình với đối thủ trên sân golf. Ông Trump nói với những người ủng hộ mình, bạn có tin được không, bạn đã từng thấy ông ấy vung gậy chưa? Ông tuyên bố rằng ông chính thức thách đấu Joe trong một trận đấu golf 18 lỗ ngay tại đây. Ứng cử viên Đảng Cộng Hòa được cho là đã hứa rằng, nếu ông Biden thắng, ông sẽ quyên góp 1 triệu đô la Mỹ cho bất kỳ tổ chức từ thiện nào mà đối thủ của ông lựa chọn. Tuy nhiên, ông Trump nghi ngờ rằng ông Biden sẽ chấp nhận lời thách đấu của ông vì ông ấy chỉ nói suông. Ngày 10 tháng 7, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của Tổng thống Biden, James Singer, đã đáp trả thách thức của ông Trump bằng cách tuyên bố rằng Tổng thống Mỹ không có thời gian cho những trò kỳ lạ của ông Trump. Tổng thống Biden đang bận lãnh đạo nước Mỹ và bảo vệ thế giới tự do. Tổng thống Joe Biden đã nhấn mạnh một cách rõ ràng rằng ông cam kết chắc chắn sẽ tiếp tục tham gia cuộc đua giành chức Tổng thống, bất chấp làn sóng ngừng ủng hộ ông từ Đảng Dân Chủ đang ngày một dâng cao. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre khẳng định rằng Tổng thống đương nhiệm quyết tâm phục vụ hết nhiệm kỳ thứ hai nếu được tái đắc cử. Ông Biden vẫn chưa thể chứng minh được mình có thể thuyết phục được những đảng viên Dân Chủ cấp cao và các nhà tài trợ cho đảng về sức khỏe và tinh thần của mình. Bác sĩ Nhà Trắng, tiến sĩ O'Connor đã báo cáo kết quả vào ngày 28 tháng 2, nêu rằng một cuộc kiểm tra thần kinh cực kỳ chi tiết không cho thấy ông Biden có dấu hiệu của bệnh Parkinson hoặc bất kỳ rối loạn thần kinh trung ương hoặc tiểu não nào khác. Ngày 11 tháng 7, Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc TAPA thông báo các loại vũ khí laser loại bỏ máy bay không người lái UAV mà quân đội Hàn Quốc hợp tác với Hanwha Aerospace phát triển đều hiệu quả và có giá rẻ. Hàn Quốc gọi chương trình laser của nước này là dự án Star War. TAPA cho biết, chúng tôi đang trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai và vận hành vũ khí laser, đồng thời khả năng phản ứng của quân đội chúng tôi trước hành động khiêu khích bằng máy bay không người lái của Triều Tiên sẽ được tăng cường hơn nữa. Người phát ngôn của TAPA giải thích tại cuộc họp báo rằng vũ khí laser bắn hạ máy bay không người lái bằng cách đốt cháy động cơ hoặc thiết bị điện khác bên trong máy bay không người lái bằng chùm ánh sáng trong 10 đến 20 giây. 5 máy bay không người lái của Triều Tiên đã bay vào Hàn Quốc hồi tháng 12 năm ngoái, buộc Seoul phải điều động máy bay chiến đấu và trực thăng tấn công nhằm tìm cách bắn hạ. Trong bộ phim tài liệu được phát sóng hồi tháng 1 năm nay, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được nhìn thấy thị sát các máy bay không người lái của Bình Nhưỡng. Các thiết bị này có hình dáng giống với các máy bay không người lái RQQ
Global Hawk và MQ-9 Reaper của Không quân Mỹ. Cặp máy bay không người lái này có tên Sa-S-Biun-4 và Sa-S-Biun-9 lần đầu tiên xuất hiện tại triển lãm vũ khí và trong cuộc duyệt binh cùng được tổ chức vào tháng 7 năm 2023. Tờ Nikkei Asia mới đây đưa tin, Nhật Bản đang lên kế hoạch giải quyết tình trạng thiếu nhiên liệu ngành hàng không có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành du lịch. Tờ báo này cho biết Tokyo đang tăng cường mua tàu chở dầu cũng như thúc đẩy nhập khẩu nhiên liệu. Điều này đến từ việc đóng cửa một số nhà máy lọc dầu làm gián đoạn nguồn cung nhiên liệu cho máy bay, cũng như việc ban hành các quy định hạn chế tài xế xe tải, làm thêm giờ vào tháng 4 năm nay gây ảnh hưởng đến công suất vận chuyển dầu. Thiếu hụt nhiên liệu ảnh hưởng nghiêm trọng đến các sân bay, làm gián đoạn việc bổ sung các tuyến bay quốc tế mới, cũng như ảnh hưởng đến kế hoạch tăng thêm nhiều chuyến bay vào các tuyến hiện có. Việc bổ sung thêm nhiều chuyến bay có ý nghĩa quan trọng đối với sự tăng trưởng của ngành du lịch. Cuối tháng trước, sân bay Narita cho biết, khủng hoảng nhiên liệu đã ảnh hưởng đến 57 chuyến bay mỗi tuần. Tại sân bay Fukuoka, năm hãng hàng không đã hủy kế hoạch bổ sung thêm chuyến bay với lý do thiếu hụt nhiên liệu. Người phát ngôn của sân bay này cho biết, thiếu hụt nhiên liệu có thể ảnh hưởng đến các kế hoạch sắp tới, trong khi nhu cầu di chuyển bằng đường hàng không ngày càng tăng, năng lực vận chuyển nhiên liệu qua đường biển của Nhật Bản lại không đủ để đáp ứng nhu cầu. Bên cạnh đó, quy định các tàu vận chuyển nhiên liệu nội địa phải mang cờ Nhật và có nhân viên là người nước này cũng góp phần không nhỏ vào việc hạn chế nguồn cung. Nhằm giải quyết tình trạng trên, Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản sẽ bổ sung thêm 3 tàu chở nhiên liệu vào các tuyến nội địa. Trước tiên, cơ quan này sẽ luân chuyển một tàu chở dầu mang cờ Nhật vốn được dùng để vận chuyển hàng hóa ra nước ngoài sang các tuyến nội địa. Động thái trên sẽ được thực hiện trong tháng này. Theo một cuộc khảo sát vào cuối tháng 3 năm 2024, Nhật Bản có 281 tàu chở nhiên liệu hàng không, dầu sưởi và các sản phẩm tương tự di chuyển tại các tuyến nội địa. Tuy nhiên, khoảng cách trung bình để vận chuyển các sản phẩm dầu mỏ đã tăng hơn 10% trong thập kỷ qua. Chính phủ cũng có kế hoạch sử dụng xe tải chở dầu dự phòng để vận chuyển thêm nhiên liệu từ các cơ sở lưu trữ đến sân bay. Nhật Bản cũng sẽ nhập khẩu nhiên liệu từ Hàn Quốc và các nơi khác để tăng nguồn cung trong nước. Cơ quan này cũng sẽ ban hành cơ chế thu thập dữ liệu về các tuyến mới và các chuyến bay bổ sung từ mỗi sân bay. Dữ liệu sẽ được sớm thông báo đến các nhà cung cấp nhiên liệu. Các công ty cung cấp nhiên liệu cho biết họ có thể đáp ứng nhu cầu nhiên liệu ngày càng tăng nếu lịch các chuyến bay bổ sung được chuyển đến sớm hơn. Các nhà tài trợ cho Đảng Dân Chủ Mỹ được cho là đang rất lo ngại về khả năng thắng cử năm nay của Tổng thống Joe Biden và đang ngừng đóng góp các khoản lớn cho đảng này. Một chiến lược gia của Đảng Dân Chủ chia sẻ với hãng thông tấn CNN. Mọi thứ đều bị đóng băng vì không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Mọi người đều ở chế độ chờ xem. Chiến lược gia này lưu ý, các nhà tài trợ hiện rất tập trung vào những gì Tổng thống Biden đang làm, bao gồm cả các cuộc phỏng vấn và cuộc họp báo. Các nhà tài trợ thường hoạt động sau hậu trường và theo các nguồn thạo tin, họ ngày càng quan ngại về khả năng thắng cử của ông Biden sau màn tranh luận trực tiếp trên truyền hình lép vế của ông trước cựu Tổng thống Donald Trump vào hôm 27 tháng 6 vừa qua. Ngày 10 tháng 7, ông George Clooney là một trong những người ủng hộ và tài trợ lớn nhất cho ông Biden ở Hollywood đã gây chú ý khi có bài xã luận công khai kêu gọi Tổng thống sắp mãn nhiệm rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Chiến lược gia giấu tên của Đảng Dân Chủ nhận định bài xã luận của ông Clooney sẽ gây nhức nhối. Ngoài ra, bình luận của cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi trên kênh tin tức MSNBC sáng ngày 10 tháng 7 cũng làm dấy lên những nghi ngại mới trong các nhà tài trợ. Bà Pelosi phát biểu trên chương trình Morning Joe của MSNBC rằng Tổng thống có quyền quyết định xem ông ấy có tiếp tục tranh cử hay không. Tất cả chúng tôi đều khuyến khích ông đưa ra quyết định đó vì thời gian không còn nhiều nữa. Một nhà gây quỹ của Đảng Dân Chủ thừa nhận các khoản quyên góp lớn cho đảng đã chậm lại đáng kể sau cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên trước tổng tuyển cử giữa ông Biden và ông Trump. Người này nói thêm rằng các khoản quyên góp nhỏ đang đến với tốc độ nhanh, nhưng chiến dịch tái tranh cử của ông Biden quá lớn và không thể trông chờ vào những khoản tài trợ thấp như vậy. Vài ngày trước, Tổng thống Biden đã cố gắng trấn an các nhà tài trợ, khẳng định ông vẫn tham gia cuộc đua và tin bản thân vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất để đánh bại ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên, điều đó không đủ làm dịu đi sự lo lắng. Một nguồn tin thân cận với nỗ lực gây quỹ của Đảng Dân Chủ tiết lộ, lượng tiền đến đang cạn kiệt. Nguồn tin đồng thời mô tả các nhà tài trợ vô cùng thất vọng và lo lắng. Điều đó thể hiện rất rõ trong các buổi gây quỹ được tổ chức sau cuộc tranh luận giữa ông Biden và ông Trump cuối tháng trước. Cụ thể, một buổi gây quỹ diễn ra tại tư dinh của Tổng thống bang New Jersey Phil Murphy sau cuộc so tài hùng biện đã thu về 3,7 triệu đô la Mỹ, chưa bằng một nửa số tiền quyên góp được trong buổi gây quỹ tại nhà của cựu thống đốc bang Virginia Terry McAuliffe một tuần trước sự kiện. Những người chủ trì cũng quyết định hủy kế hoạch tổ chức một bữa tiệc trưa gây quỹ cho ông Biden ở Chicago, Illinois, dịp diễn ra Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ vào giữa tháng 8 tới,
vì có sự bất đồng về cách thức tiến hành trong bối cảnh sụt giảm ủng hộ đối với nỗ lực tái tranh cử của Tổng thống. Dù vậy, phát ngôn viên cho chiến dịch tái tranh cử của ông Biden quả quyết sự kiện nói trên không liên quan đến lịch trình gây quỹ chính thức của họ. Ngày 10 tháng 7, Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ đã triệu tập 3 cố vấn Nhà Trắng nhằm yêu cầu họ cung cấp lời khai về sức khỏe tinh thần của ông Biden. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Giám sát thuộc Hạ viện Mỹ, nghị sĩ Cộng hòa James Comer, thông báo cơ quan này đã gửi chat triệu tập đến Anthony Bennan, cố vấn hàng đầu của đệ nhất phu nhân Jill Biden, phó tránh văn phòng Nhà Trắng Annie Tomasini và cố vấn cấp cao Anley Williams. Trong thông cáo được Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ công bố, nghị sĩ Comer nói rằng ba cố vấn này đã xử lý các vấn đề giúp cho Tổng thống Joe Biden phụ trách nhiều công việc trong bối cảnh khả năng nhận thức của ông suy giảm. Thông cáo có đoạn, theo một phụ tá cũ của ông Biden, các cố vấn Annie Tomasini, Anthony Bennan và Anley Williams đã tạo ra vòng bảo vệ chặt chẽ xung quanh Tổng thống Biden đến mức ông mất hoàn toàn tính độc lập. Nhà Trắng đã bảo vệ ba cố vấn này và ngăn họ khai báo trong vụ ông Biden xử lý sai tài liệu mật. Chúng tôi tin rằng họ cũng đang tìm cách che giấu tình trạng nhận thức suy giảm của ông Biden. Nghị sĩ Comer cho rằng Tổng thống Biden không đủ sức khỏe để tiếp tục đảm nhận công việc và cáo buộc nhóm phụ tá của ông đang che giấu sự thật khỏi người dân Mỹ. Nghị sĩ này nói, các quan chức chủ chốt tại Nhà Trắng cần trình diện trước Ủy ban Giám sát để mang đến sự minh bạch và trách nhiệm mà người dân Mỹ đáng được hưởng. Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ đã yêu cầu ba trợ lý phản hồi trước ngày 17 tháng 7. Phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki nói rằng, động thái của Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ là chiêu trò chính trị vô căn cứ, chỉ trích nghị sĩ Comer đang vũ khí hóa chất triệu tập để gây chú ý, thay vì tìm kiếm thông tin qua các quy trình phù hợp với Hiến pháp Mỹ. Trước đó, hôm 27 tháng 6 vừa qua, hai ứng viên Tổng thống Mỹ đã tranh luận trực tiếp, trong đó ông Donald Trump, 78 tuổi, được đánh giá thể hiện tốt hơn khi giữ thế chủ động. Màn thể hiện của ông Biden, 81 tuổi, bị coi là thảm họa và khiến nhiều cử tri dân chủ lo ngại sâu sắc về khả năng tái tranh cử của Tổng thống. Một số hạ nghị sĩ đã kêu gọi ông Biden dừng tranh cử, trong khi nhiều người vẫn giữ quan điểm ủng hộ ông. Tổng thống Biden thừa nhận cuộc tranh luận với Trump là đêm tồi tệ, nhưng khẳng định ông vẫn đủ minh mẫn để tiếp tục nhiệm vụ. Ông cũng mắc khả năng rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng.